Để mà tạo người dùng thì chúng ta cũng sẽ truy cập vào phần menu bằng cách nhấn giữ phím sao từ 3 đến 5 giây. Lúc này thì chúng ta nhập mật khẩu admin đã cài vào và nhấn 8 để mà di chuyển xuống cài đặt người dùng. Các thao tác thì sẽ tương tự giống như cài đặt quyền quản trị. Ở đây có thêm một lựa chọn là One Time Password, là mật khẩu một lần. Thì nhập mật khẩu gồm 1 tới 6 số và chúng ta sẽ bấm phím chuông để mà hoàn thành. Khóa sẽ thông báo successful là đã thành công. Lúc này thì chúng ta sẽ thử tính năng này. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu vừa tạo vào, bấm thăng hoặc là chuông. Như vậy là đã mở thành công. Bây giờ chúng ta sẽ nhập lại lần thứ hai. Như vậy thì từ lần thứ hai trở đi, lúc này mật khẩu đã bị vô hiệu hóa.